Rồi, em với cá chào tất cả anh em ha. Rồi tiếp tục chiều hôm nay thì sau một buổi trưa vắng mặt thì em có mặt lại đây. Thì chiều nay thì em có lên cho anh em ít máy pin. Pin anh em nha, pin và pin thùng với lại mớ đồ người. Đấy. Mớ pin lẻ ngồi với lại mớ thùng. Lại mớ đồ người anh em ơi. Đấy, đồ người đây. Đồ người ngày hôm nay rất là ok luôn anh em nha. Thì em lựa ra hàng chưa vệ sinh nhưng mà sáng lắm anh em nha, hàng có cái thì mấy có mấy cái bên này thì cái đắt tiền thì em mới chà ra cho nó sạch thôi, còn mấy cái này thì em chưa vệ sinh thì anh em giờ vệ sinh lại anh em nha. Đó rồi, cái này thì toàn bộ luôn, hàng bên em thì anh em lưu ý kỹ nha, tất cả toàn bộ là bao ship anh em ha. Đấy, toàn bộ luôn là em bao ship. Đấy, anh em nhiều anh em không nghe phần giới thiệu tưởng đâu là hàng không bao ship, cho nên là cái giá nó cộng vô nữa thì thành hàng không bao ship thì thành là giá nó cao anh em ơi. Đấy, ví dụ như mấy cái lô nhỏ này ít tiền đây 150 anh em. Đấy, 150 230 thì đấy. Anh em tưởng em là em không bao ship thì cái gì nó sẽ lên thành 180 đó. Chứ còn nếu mình đã bao ship rồi thì giá trị thực tế của nó thì chỉ có 120 anh em. Đấy. Rồi, còn công đóng rồi nữa anh em đó. Nó còn có bao nhiêu đâu, này một lô anh em nha. Đấy, thì anh em hàng bên em thì em bao ship hết rồi, anh em lưu ý kỹ nha. Đấy, rồi thì em cũng không có bao cái gì hết, máy pin cũng vậy. Thì với pin thì em sẽ test trên video, con nào sống thì sống, con nào chết thì chết, con nào lỗi thì nó lỗi luôn em nha. Đấy, thì nó có sao, video sao thì về gửi về cho anh em là y vậy luôn. Đó, thì mỗi một cái thì nó cũng có một cái mã số và giá tiền, anh em nhìn kỹ xong rồi gọi cho em. Em sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Và khi chốt xong thì anh em cọc trước cho em mỗi đơn hàng là 100k, còn lại em sẽ gửi về đến nhà. Khi nhận hàng anh em đếm đủ số hàng của mình thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại, còn những cái đơn hàng lớn thì anh em cọc 30% anh em nha. Còn nói chung là chịu cọc 300, còn bao nhiêu cũng gửi về anh em thanh toán sau. Rồi cái trước khi nhận hàng anh em lưu ý kỹ giùm em, anh em trước khi thanh toán thì anh em vui lòng khui thùng đếm đủ số lượng máy hoặc là bởi vỡ gì đó thì báo lại cho em nha, chứ còn shipper mà đi rồi thì em không có giải quyết được cho anh em đâu nha. Đấy, toàn bộ là anh em trước khi khui hàng thì thanh toán thì anh em đếm đủ số lượng hàng giúp em ha. Đó, tại vì có nhiều cái nó ra đường nó phức tạp đó anh em, hàng đi qua đường thì em cũng không có quản lý hết được, cho nên là trước khi nhận hàng anh em vui lòng khui thùng nha. Đây, em nhắc miết thôi. Đấy, rồi bây giờ em sẽ quay từng cái một. Pin với đồ người thì cũng đơn giản anh em ha. Đấy, rồi bây giờ em quay nè. Rồi vô con đầu tiên anh em ơi. Một con thôi anh em nha, có cái thì bán cặp, để có cái em bán một con một thôi, bán cặp con nào bán cặp em sẽ nói. Thân máy thôi anh em nha, không có vỏ pin đâu nha. Pin này là em test anh em nha. Đấy, em có 3 cục pin là để em test nha anh em ơi. Đó, em chỉ bán thân máy thôi, còn 3 cục này 3 cục của em làm vốn anh em nha. Đây con đầu tiên, con này con Trung Quốc, nhìn không có tem cái bạc kia nhưng mà nhìn không có số má luôn nè, chạy thì nó chạy thôi. Đó. À, cũng lỗi rồi anh em ơi. Rồi anh em yêu khoa học nha, hàng lỗi anh em ơi, con này lỗi. Rồi 921, con này lỗi tính cho anh em 150 anh em nha. Đó, Trung Quốc á, đó. Đó, Trung Quốc anh em nha. Đó, rồi 150k ở đây này. Tiếp tục cặp này lỗi tiếp anh em ơi, hai con lỗi đầu tiên thì con này thì cứng đầu cứng cổ. Đó, cứng đầu cứng cổ cứng luôn bộ phận luôn. Đấy, con này thì cứng luôn, nói chung là cứng như thế này rồi, em test rồi anh em nha, cứng như thế này thì không chạy được đâu. Thì hai con này lấy sát nè. Đấy, hai con lấy sát nha, một con khoan nè 14V4, hai con này một con khoan một vít là một cặp màu trắng tinh luôn anh em ạ. Màu trắng tinh luôn thì nó chỉ là hàng mới thôi. Đấy, còn này thì trắng đục rồi. Đó, nó dính nước rồi nè, hàng nó bị ngập nước á. Đấy, con này tới đây 131 đơi, công tắc thì ok. Đấy, cứng anh em nha. Rồi hai con một cặp, anh em giờ lấy phụ tùng hay là anh em tháo ra anh em dọn vệ sinh nó lại hên xui anh em ơi. Bán sát anh em nha, hàng lỗi nha. Rồi 922, con cặp này 500k anh em nha, hai con 500, 922 500k một cặp luôn. Rồi tiếp tục con thứ ba lỗi tiếp anh em. Đấy, con nào lỗi báo lỗi nha. Rồi 924, con này 36V bu lông anh em ơi. Con này 18 nhá. Con này 18V anh em nha.
18 với phe 36 đó, 36 nó nhiều chân lắm. Đấy, 36 thì nó sẽ trong em có 36 đó. Đấy, lúc chạy lúc không anh em ơi. Đó, lúc chạy lúc không nha, báo lỗi nè. Đảo chiều qua cái bóp thì chạy nè. Đấy, thả ra cái bóp hết. Bóp lúc chạy lúc không à. Đó, hết chạy nè, đấy. Bị lỗi cái gì đó nè. Đảo chiều quẳng bóp chạy bình thường. Đèn đuốc còn luôn em nha. Đấy. Mất tem thôi. Hàng của Hitachi. Bóp siết luôn á thì ok nè, đấy. Siết luôn thì chạy ok luôn. Rồi. Thân máy thôi em nha, hàng lỗi nè em ạ. 923. 1.200.000 anh em nha, 923, 1.200.000 luôn. Rồi tiếp tục, vàng này ở đây, còn vàng Bana đứng sau. Con này 924, con này hình như là 18 hay 14 gì đó anh em. Này nó không đổi luôn nè, dưới là nó không đổi luôn. Mà tem thì bị mờ rồi. Đó, bóp thì nó không chạy, hình như là 18 hay sao. Đấy. Em không biết đâu anh em à. Đó, bóp không chạy nè. Rồi. Anh em nhìn nhìn nè. Đấy. Rồi. Xác luôn anh em nha, xác 550. 924. Em không có đụng chạm gì tới nó đâu anh em. Có sao đi vậy anh em nha, 550k cái chân này. Đấy. Rồi, ok đi luôn. Còn con nào lỗi nữa ta, hết rồi. Rồi hết hàng hết lỗi rồi. Mấy con nó lỗi. Đây. Một con này. Con này nó hàng Martin China anh em nha. Đấy, nhưng là hàng của Nati, sản xuất Trung Quốc. 18V. Đấy, 18V. Điều tóc này nè em. Anh em giờ vệ sinh thêm nha, em chỉ test máy thôi, em không có vệ sinh nghiêm chỉnh đâu anh em nha, điều tóc. Con này chạy thang anh em nha. Rồi chạy ok rồi. Đấy. Giờ vệ sinh thêm qua cái nội thất bên trong nữa là ok nha. Rồi một cái thân máy bu lông 925. 1.200.000 luôn em nha, 925, 1.200.000 luôn. Rồi tiếp tục con này 926. Cái chân binh này em làm để test thôi em nha, nó không phải làm để xài đâu. Đó, con này cũng bị lỗi luôn nè. Không biết là lỏng chân binh hay là nó. Đó, nhưng mà motor còn sống anh em nha. Đấy. Con này rồi bị lỗi luôn. 926. Con này cắt giấy thật cao. Rồi 230k luôn. Cái biết là đậm đậm hơn ta, má cho biết mình nó mất bội dữ thiệt luôn. Con này bị chắc mấy miếng cao su nè. Rồi vỏ xuống. 927. Con này đậm hơn nè. Rồi 927. Này hơi dơ anh em nha, này nè, hơi dơ. Hết pin hay sao á, đấy. Có cái cây nào nó không chạy như thế này anh em nha, hết pin đó. Đó, motor còn sống anh em nha. Đấy. Hết pin rồi. Nè báo nè. Rồi. Đầu cổ ra vô bình thường luôn. Dơ dơ thôi anh em nha. Đó, motor còn chạy nha. Con này nó là 21.6 EZ7960. Đấy. 21.6 đầu chạy ok luôn. Dặn búa biết đồ. Đấy. Rồi, cái này 550k anh em nha, một thân máy hơi dơ anh em nha, giờ vệ sinh làm lại nha. Đấy. Video test sau là về y vậy anh em nha, em không có bảo hành đâu anh em nha. Đấy. Đấy. Đó. Đó. Cục pin này sắp hết rồi. Test xong cái này em đi sạc luôn, 14-18 EZ74A1. Hơi dơ anh em nha, bao dơ luôn, em cũng không vệ sinh đâu. Đấy, rồi con này
Rồi 928 400k dành cho em nó luôn. Con này sạch sẽ đẹp hơn chút nè, đó. Nhấn hai tay đều vô nó mới chạy nè. Đấy. Rồi. Đầu ok. Hơi không có lắc luôn, lắc này độ rơ cố định rồi anh em. Đấy. Rồi, ok nha. Con này EZ7542. Rồi. 929. 929. 450k luôn. À 929 4 triệu luôn. Rồi 930, con này phân máy vỏ bên có luôn nè. Vỏ bên đây, thân máy đây. Cái này bộ lâm không than anh em nha, điều tắp nè. Rồi ok. Một máy một bình. Một máy một vỏ anh em nha. Rồi. $930 750k anh em ha. 930 750 luôn. Đấy, một máy một pin. À, từ. Đầu ok anh em nha. Đầu này nhẹ xíu xíu thôi, hình thức nó hơi xấu xấu thôi. Không than, bộ lông 1/2. Rồi, 931. 931 là một con. Con này thì bao cứng luôn nè. Đây cái kéo gì này. Con này đầu cứng rồi nè em ơi, sát cái này nha. Thùng này sát. Có điện không? Có điện anh em nha. Đấy. Cục sạc này là 14.4 đến 18V Hitachi. Có điện anh em nha, đây lên điện này, máy đang chạy luôn nè. Đang sạc luôn. Rồi mà lên nó báo điện xanh nha. Đấy, bao lên điện luôn em. Đó, không bao nhận sạc pin đồ gì đâu anh em nha. Em con này hình như 14 á, 14.4. Đây, cái sạc anh em nha, nó cứ ngắt à. 6 hình nè, cứ ngắt à, cái sạc. Đây, sạc một cái vỏ pin 14. Vỏ pin này 14.4 3A. Đấy. Một cái thùng. Thùng này cứng rồi anh em ơi. Đấy, sát này nè nha, con máy này máy sát rồi. Đấy, pin cũng vậy luôn. Thùng này thì nó không có tay. Rồi. Rồi, trả nguyên một cái thùng này. 550 nha. Sát nha. Đấy, 550 luôn. 932. Rồi 932, đặt hộp ở đây anh em ơi. Đây thì có một mũi con lại mấy cái đầu vít. Đấy. Mấy đầu vít. Không có mấy này mà không có test được anh em, cỏ nè. Rồi. Con này nó 7.2. Đấy, anh em giờ nghiên cứu nha. Đó chị em thì không có test được mấy con này. Điều dạ đầu này dạng đã lắm. Đấy. Rồi cái thùng này 932 200k anh em nha. 932 200 luôn. 933. Rồi tiếp tục cỏ luôn. 933. Quay được anh em không? Đó. Loan mớ phụ kiện anh em. 7.2. Đây anh em. Rồi 933. Thùng này 180 anh em nha. Đó, 180k luôn. 933 180 luôn. Rồi 934. Rồi cái này 12 14.4 anh em ơi. 10 cây em test. Cái chân quanh cái quần cái chân qua là em test máy là sống rồi, nhưng mà cái chân này nó hơi khó test tí xíu nè, mà
chân này nó rất là, và xin lại em, xin lại cái chân bên đó rồi rồi đi ra. Qua cái thùng máy thùng kia, thùng hàng hỏi thằng cỏ từ từ quay em ơi, cỏ từ từ quay đưa tại ông người phía sau còn nhiều quá anh em ơi. Đó, thùng mang guitar đấy, thùng mang guitar, mấy thùng mang guitar đưa rồi phía sau còn nhiều quá. Đây anh em nha, lên điện nha, cục này sạc 18 nè, rờ sơi nè. Đó, sạc 18 rờ sơi. Nó báo đèn như thế này anh em nha. Em quay video sau về dạy luôn anh em nha, em không biết là nó có nhận hay không đâu. Đó vậy em không có nghiên cứu mấy cái cục này. Đấy, lên đèn thôi nha. Rồi cục này thì chạy anh em. Chạy anh em nha, đó. Mày tắt ra cái này nó. Đó. Đây. Điều. Điều tóc có luôn anh nha. Rồi, đảo chiều. Đảo chiều thì nó bị hư rồi anh em nha. Đảo chiều nó không chạy nè, qua đây chạy nè. Đảo chiều không chạy nè nha, hàng này lỗi nha ha. Rồi. Đấy, chỉ chạy một chiều thôi anh em. Con này tôi đời nhiều cũng không biết luôn, có thang anh em nha. Một cục sạc 18 rờ sơi lên đèn, hai cục pin và một cái thân máy, một cái thùng. Thì ok luôn anh em nha. Thùng này có đầy đủ tay tay cổ luôn, có sạch sẽ anh em. Đấy. Rồi, thùng này Makita. Giá của em nó là 900k anh em nha. Mã 934. Lỗi 1 triệu anh em nha. 9 3 3. Gì nữa? 934. 900k. Rồi 900k, 934 anh em nha. 934 900. Hết hơi hẹo anh. Đưa đưa. Rồi 935. Đưa mấy cái thùng em yêu phòng anh chưa? 935. Rồi 935. Còn không gấp anh em. Nãy mới sạc vô nè, đây nè. Lên điện cái này nó lên, nó không lên điện anh em nha, nhưng mà nó nãy em sạc là vô em bóp à. Bóp về cái đứng à. Mới tin anh em nha, ốc còn xi 7 màu luôn anh em ha. Đấy. Đảo chiều không gấp. Rồi, một con góc 7V2, đời cũ nhưng mà nó mới anh em nha. Một cái thùng nữa, rồi 400k thùng này luôn, 935 400. Hai tay còn đầy đủ anh em nha. 935, 400k 936. Rồi, 936. Bởi cái nắp này sáng đèn nha. Đấy, đây, còn sáng đèn anh em. Lật yếu luôn anh em à. Phải sáng không em? Đúng rồi, sáng. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây anh em nha. Đó, nó còn sáng đèn nhưng mà lên yếu nó hết pin rồi sao á. Nó chỉ lên một chấm đỏ thôi nè. Rồi. Con này ti la ye gì đây? LV200. Rồi cục này 250 nè nha. 250k 936, cái thùng thì mất rồi. 250k luôn, 936 250 luôn. 937. Rồi 937. Đây. Khá vui anh em ơi. Chơi gì đó. Quốc nha. Đẹp luôn. Đây. Đầu đi. Ủa, cái đầu này vô khá khá anh em ơi, nó có cái đầu kia test được. Đấy. Nó bị bởi cái gì này anh em ơi, đó trong này nó bị
nó chạy nhưng mà lâu lâu nó kêu cắt cái này anh em ơi. Rồi cái này anh em giờ dọn được anh em lấy nha. À, test đi, rồi đỡ lại cong dây em, đỡ dây lại test em. Rồi em lấy lại cọng này anh em nha. Một cái đầu, hai cái quan, một cái thùng. Rồi bán sát luôn em nha, chạy thì nó có chạy rồi đó. 937 con này 150k luôn đó, sát anh em nha. Ủa, thùng là gì vậy? Rồi tiếp tục đây là một bộ đa năng anh em. Có dây nhám trong đây, dây nhám luôn, dây nhám với lại còn đây là cái dây gì đây, cá sao em quay xe đó rồi đó, còn chạy anh em nha, máy nó còn chạy, ngày qua anh test rồi thì nó còn chạy. Chạy xíu mới bấm được. Đó, nó còn chạy sạc xíu mới bấm được. Đèn này sáng luôn anh em nha. Bóng đèn này thử luôn rồi, sáng luôn anh em ha. Đó, nó chạy nè. Ngang vô anh em. Đấy, thì một bộ nó như thế này, có mài khuôn có, vít có luôn. Đây đầu mở, còn này thì nói chung là nó nhiều chức năng anh em. Đây nè. Nhìn còn mới nó còn cây này cây chọt chọt cái gì anh em. Đấy, đèn thì sáng luôn nha. Con. Chạy được. Sạc vô chạy nữa nha. Đó, rồi. Một bộ như thế này, máy chạy, bộ sơ sơ thôi nè. Chín chín như em hả? Rồi 938 350 bộ này anh em nha, 938 350 luôn. Này có pin không ta? Có pin bả rồi. Có pin là đỡ mua pin bả cho em. Rồi. Test là test hết luôn anh em nha. Rồi. Còn hồi xưa là bán sát, bán mù là bán mù hết, còn một khi đã test là bán test hết. Đây. Đây là một cái bộ của nó. Đây anh em nha, nguyên bộ này gì đây là có chân sắt nè, bộ đây là bộ dàn chân của nó đây anh em nha. Và đây là cái cử gì đây. Còn đây là cử tiếp. Còn đây là bộ điều khiển. Đó. Gắm điện cho em. Qua gắm điện qua này. Bộ này bộ gì vậy Nam ơi? Ủa, gắm dây điện. Đó. Gắm điện đi. Gắm này nào để... Không phải. Mình có thể giúp nó vậy. Nghe qua bộ này tiếp chưa ta? Nó còn cọng dây nào dây này tới đâu ra, dây này nhét vô đâu được đâu. Đưa dây này nhỏ nhỏ vậy em, đúng rồi á, nhưng mà không có dây nhỏ không được. Rồi ok, thôi được rồi, khỏi nhét không được, bộ sạc này thiếu cọng dây nhét vô đây anh em nha. Đấy. Sukia. Đây là nó có cái gì đây, là có cái đây. Rồi không test được không biết cục gì luôn em. SLB 200 gì đây. Madin Gap Nami Đức. Đó. Rồi. Hai cái cây này nữa em ơi. Đó, Madin Gap Nami luôn. Ủa. Đây. Nó nằm ở đâu? Đây một bộ nó như thế này và cả một cái thùng nữa nha. Đây là bộ điều khiển và mốt Sukia. Rồi tổng bộ này một cái vali anh em ơi, đây là một cái vali nha, còn ngon lành cành đào luôn, không có bị bởi vỡ gì hết. Rồi cái thùng này 1 triệu anh em nha, 939 1 triệu luôn. Rồi ok luôn. Tiếp tục 940. Thì nó là một con
con này cái cục này đới USA anh em nha, hàng này hàng USA. Đấy. Cái này thì test đường này nè, nó có con dây điện 110 nè anh em ơi. Đó, gắn vô đây được. Hôm qua em test rồi nó chạy vòng vòng đây nè, đi đây em đây. Đó. Gắn điện vô là nó chạy anh em nha. Lên điện nè. Bấm sao nó chạy em, hôm qua bấm sao. Đó. Nó chạy màu đỏ nè anh em ơi, đây nè. Đó. Ở trên này cũng có màu đỏ luôn, ở trên này nút màu cũng có màu đỏ luôn. Có. Còn này cái này nó chạy vòng vòng nè. Rồi xong rồi. Rồi máy sống lên em ơi. Còn cái mà chức năng thì anh em vệ sinh giùm em nha. Lại anh em xài sao thì anh em xài chứ em chịu rồi. Hết rồi. Biết có đó thôi em ơi. Rút cái này. Còn đầu mốt này là cái pin đây. Bỏ pin gì á, pin cục. Rồi. Thùng này hơi bớt bớt anh em. Đây, laser. Đây thùng này thùng laser. Đây là hơi bớt bớt ngay này tí nha. Máy này còn sống rồi. Rồi mã 940. Rồi 1.100.000 anh em nha, 940, 1.100.000 luôn. Rồi bây giờ qua đồ nghề đi anh em ơi. Giờ qua đồ nghề. Quăng ít mớ sạc đi, sạc bỏ kìa. Đưa. Sạc quay nhanh mà. Sạc bỏ. Rồi, quay thêm mớ sạc cỏ nó qua đồ người anh em. Rồi, cái này thì dây điện bị đứt anh em nha, cắm vô điện á, dây điện nó bị đứt. Một cục. Lên điện anh em nha. Đó, lên điện nha. Hai cục. Lên điện luôn. Hai cục này có dây lên điện, cục này thì nó bị đứt cọng dây ngay đây, còn cục này không có dây. Rồi 4 cục 100k anh em ơi. Bình thường không có test đâu đâu. Này test cho anh em. Rồi. 941 100 luôn em ơi. Cái hàng cỏ này em không có test. Rồi một cục không dây. Một cục lên điện anh em nha. Một lên. Hai lên. Này sạc 3.6 à. Hai anh nhỏ này sạc 3.6 nè anh em. Lên luôn. Có cục này thì hơi cũ thôi. 942 100k luôn. Thiếu rồi. 943. Rồi 943. Này lên điện ở đây nha, 12V RGB. Này không có dây. Lên luôn. Lên anh em nha, lên luôn, đắng lên lên lên. Rồi 943, 4 cục BB, 100k luôn em nha. Đó, 943, 100 luôn. Rồi 944. Đó, nay lên điện anh em ha, 1 cục. Này cô dừng con dây kìa. 2 cục. Rồi ba cục lên điện anh em ơi. Nói chung là mấy sạc cỏ này cục nào nó không sống hết á. Rồi 944 100k luôn. Rồi 945. Cái này có pin nó có nhận anh em ơi. Rồi 945. Lô này 100 luôn em nha. Hitachi 18 à, bán sát anh em nha. Em về tự xử giùm em ha. Này sạc điện 100V anh em nha. Gắm vô thử cục nào nhá, điện lên biết không? Không thấy cục nào đó. Hỏi dây nha.
đây này. Lên điện lên em đó. Rồi rồi hết rồi đấy. Hai con này không có dây anh em nha, cái này nặng lắm em, 100k bao ship anh em nha. 946 100k bao ship bao điếc luôn. Rồi ok, qua cái đồ nghề đi anh em ơi. Rồi 947 đây lên thước anh. 947 rồi 947 đây anh em ơi, một cái mở lết anh em nha. Đó, một cái mở lết đấy, anh em vừa vệ sinh lại nha, răng cụ thì rất là ok nha. Đấy, răng cụ nó ok nè, em không có vệ sinh, hàng của Hit. Đó, cây này size 300, cây này size 300 anh em ơi. Đó, một cái cây size 300 đấy, ra tới đây là 33 nè, 300 hàng Hit anh em nha, vệ sinh thôi. Đó, nước sơn còn ok ha. Với lại cái thùng này nó cũng đẹp anh em nha, mở vô cho nó đầy, nó đồng bộ luôn á. Đấy, thùng 36 nè, thùng này 36 anh em nha. Rồi 97 này nãy em lên giá không à, 200k anh em nha, 947 200k một cái món. 948 rồi, 948 một lô mũi khoan mới luôn em nha, một lô mũi khoan rất là mới luôn. Đây lấy hết này, lấy mũi khoan này, nói cái này đây, một cây mũi khoan nè. Này mũi bao nhiêu em cũng biết, anh em nhìn mẫu dáng nha anh em nha, một cây nè, đếm lên nha. Rồi đây hai cây, ba cây đấy, cái này của super 7.5 ly này đó, nó còn thông số thì em sẽ đọc cho. Cái này mũi mũi khoét, cây này 3 ly đấy, mới chưa khui luôn em nha, 3 ly. Còn anh này thì không biết, hợp kim còn ok chất lượng luôn em nha. Còn đây thì đây hợp kim ok luôn, đây nó gửi là 10.00. Rồi này, rồi mấy cái này giờ nó còn nguyên siêu anh em nha, 8 ly nè. Đấy, này cũng vậy luôn, này vít chuyển khoan nè, đây là vít chuyển khoan nè, đầu vít chuyển khoan nè. Đấy, còn đây thì super 14.5 ly. Đấy, 14.5 ly. Còn đây thì 8 ly mũi khoan, 8 ly dính nước rồi anh em à. Đó, hàng chưa khui luôn, lại một mớ đồ trong cái đồ lặt vặt trong đây anh em nha, vít đầu vít nè đó. Lại hộp này nữa anh em nha, hộp này hộp mũi khoan này, đếm nó luôn, 1 2 3 4 5 mũi khoan gỗ, 6 7 vít chuyển khoan, 8 9 10 11 12 13 14 15 cây mũi khoan. Cái mũi khoan này có được tính không em? Cái này thì đầu bu lông bỏ vô đi, bỏ vô trong đấy. Rồi tổng cộng là bao nhiêu đây anh em nha, nói chung là tầm gần cũng gần 30 mũi anh em, hai mấy gần 30 mũi á, với lại một cái thùng này nữa đấy. Còn là mũi khoan không à. Rồi 400k một hộp này anh em nha. Đó, 948 400 luôn. Rồi 949 hai cái thùng đồ người, bữa nay ít thùng anh em nha, nó chỉ có hai thùng thôi. 949 hai cái thùng. Đây. Một cái đẩy được anh em nha, đẩy được. Cái này hai cái. Này cũng đẩy được mà, cái tay bên này ấy rồi. Này anh em giờ dọn lại thêm nha, đấy, hai cái tay này nè. Đấy. Rồi 949 hai cái thùng này. 180k 949 luôn. Lấy đồ mình chiều, em bỏ đồ xuống em, lấy đồ mình chiều quay qua kìa.
Rồi 950. Rồi 950. 300k anh em nha. Đấy. Mũi taro. Mũi này thì coi như là nằm trong hộp rất đẹp anh em nha. Đây. Nguyên một vàng. Đếm 1 2 mũi nhỏ thôi anh em nha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cái. 11 cái mũi taro anh em nha. Đây là thông số đây. Thông số của nó là còn là không biết đọc nó mới đâu mới khúc nạn nha. Đây, để em đo từng cái. Đây anh em nha. Đây. Đó, nó có cái em không biết đọc thông số mấy cái này đó giờ có bán đâu. Đấy, mới tin luôn em nha. Này thì nó là 8 nè. Còn cái này thì này 10. Mũi 10. Đó. 10 anh em. Một cái nè. Mũi nó là to nhất rồi anh em nha, còn mấy mũi này càng xuống càng nhỏ nè. Thì cái mũi nhỏ nó dễ xài hơn là mũi lớn anh em nha. Đây nè. Cái đây 11 x 15 nè. Cái mũi này nè, SK sơi 11 x 15. Đấy mũi này 11 x 15. Còn này 3 xẹt 8. Này 11 x 1.5. 11 x 1.5. 11 x 1.5 luôn. Đấy. Còn mấy này thì nhỏ xíu à. Đó số. Đây 6M vậy đây hả? Chút chút thôi anh em nha. Đó, mũi rất là đẹp luôn. Đây, rồi. 950 300k anh em nha. Mũi taro. 951. Rồi 951. Rồi 3 cây cảo. Đó, 951 3 cây cảo. Thì nó đứng video chỉnh trăm nha. Rồi 951 3 cái là 250k anh em nha. Hàng bên em thì toàn bộ là bao ship rồi anh em ơi. Đấy, mấy cái này ra vô bình thường anh em nha. Thì cái con này nó là hàng của top. Thì nó là 50 anh em ơi. Hàng của top một cái cùm 50 nè. Đấy, một cây. Đây là một cái cùm super. Cùm này cùm 38. Này. Đợi 38 anh em nha. Ra vô bình thường. Răng cổ thì ok anh em nha. Đây. Đấy. Hai cái. Còn cái này đẩy tới đẩy lui, siết tới. Cái này 50 x 100. Rồi, 951 250 3 cục anh em nha. 951 250k. 952. Rồi 952 là một cây hit mở lết. Đây, răng rất là ok anh em nha. Đây. Cái răng của nó nè. Hàng hit size 450 anh em nha. Con này size 450. Đó, 180k là bao ship rồi anh em nha, size 450. Đấy. Hiệu của Batten tên Banetet gì đây, đó. Hit anh em đó, 450. Cây này rất là ok anh em nha. Đó, rồi. 182 108. Rồi 953. Rồi 953 160k anh em nha, 953 160. Rồi ok anh em nha. 31 năm. Đấy. Răng còn rất là đẹp anh em nha, đây nè, đấy. Hàng em lựa toàn là hàng nó sáng sáng anh em nha, hả? Đây. Rồi 953 160k một cây này luôn. 953 160. Rồi anh này anh cùm 954. Đấy, 954 250 cây này anh em nha, 954. Đây, chắc nụi luôn anh em. Hàng của Lotter anh em nha, hàng Lotter. Bơi M 10-10. Lotter bơi bơi. Đấy. Đấy. Cái này nó sao ta? Kéo ra kéo vô này nè.
mất luôn cái phiếu luôn rồi. Rồi 954 250 cây này anh em nha. Cây này nhìn dày cộm luôn em ơi, dày cộm luôn á. Cái này thì nó sắt này nó dày 10 ly anh em ơi. Đó. Sắt dày 10 ly nha. Rồi 954 250 luôn. Rồi một cây cảo 200. 955. Rồi cây này 900k anh em nha. Tổng chiều dài của nó là từ đợi tầm xuống nè. Cây cảo số 200 lên anh em ơi. Nè, số 200 nè. S45 sợi. Cảo số 8 anh em nha. Đây là cảo số 8. Đây, cảo số 8. Rồi, 30. Từ đó lên tới đây là 30 anh em nha. Một cái cây, còn tổng chiều dài nó đó, lên tới đây thôi, 30. Nói chung là cảo số 8 đó anh em. Mấy cái này thì anh em giờ vệ sinh lại anh em nha, dặn tới như lùi được không em? Đó, không được anh em nha. Anh em giờ vệ sinh lại làm lại ha. Đó, còn ba cây này. Cảo số 8. Rồi, mã số 955 900k luôn. Rồi 956. Đó, rồi. Cái này cây sắt gì anh em, nó nặng nó dày lắm anh em nha. Đây nè, đó, nó dày lắm anh em, giờ có độ chế gì anh em làm ha. Với lại hai cây xà gồ nhổ đinh nè. 120k. Size 300. Cái này khắc size 300 luôn anh em nha. Đấy. Đây. Size 300 với lại cái này 120k bao ship anh em nha. 957. Rồi 957 300k cái cụm này luôn. Đấy. Thì cái này của Lotte Super. Đưa cây kia ra. Cái này lên nó hơn cái cây kia rồi. Này cảo 150, đưa cây cảo vô. Cũng có lốt 150 kia, lốt cũng 150. Nhìn lộn rồi. Nhìn lộn. Rồi, lốt 150 anh em nha. Một cái cảo sắt này dày lắm. Đấy. Ra vô bình thường. Rồi, 957 300k cái cảo đi luôn. Rồi tiếp tục cũng Lotte luôn. 150 luôn, 958. Quay được anh em nha. Đấy, Lotte 150. 959. 958. Cái cảo kia rồi, đi rồi. Rồi 959 300 y nhau cặp bà trùng luôn anh em nha. Đấy, 959 300. 960. Rồi 960. Cái này một cây Carbon. Đấy. 33 x 3 nhân cho 550 kg. Trừ cơm. Này nó bị mất cái đuôi gì sau nữa anh em nha. Em không biết đâu. Đấy. Không biết khó bao nhiêu luôn. Hỏng 34 anh em à. Hồng em đo thước kẹp là 34 nha. Rồi. Ủa sao 33 chứ mà sao 34. Hình như nó kéo giãn là sao anh em nha. 34 luôn rồi. Này để 33 nè. Đấy. Một cây. Với lại cây tiếp 10. Tiếp 10 ly. Cái kìm này thì ok luôn em nha. Kìm này rất là dài. Size nó size 21 anh em nha. Size 21 nè. Đấy. ARM da băng. Đấy. Đầu kẹp thì ok luôn. Đây. Hình như chỗ này nó bị mẻ mẻ hay là chỗ tước dây điện gì đó anh em nha, chỗ đây nè. Anh em nhìn anh em nha, đó. Rồi. Còn cây này thì anh em giờ vệ sinh làm lại nha, cứng nè. Đó, cứng, đầu 1/2. Hàng của Tone. Hàng Tone đầu 1/2. Rồi, 4 món anh em nha. 250 960 250k luôn. 960. Rồi, cây Merlot. Cây Merlot 300. Cây Merlot size 300 nha. Đó, ra vô thì nó cũng hơi sườn sượng tí xíu, anh em giờ vệ sinh lại nha. Đầu không rơ rơ nhẹ nhẹ nè. Đấy. Một cây. Này thì lắc ok nè, cây Tone luôn. Đấy.
Tô nè anh em nha. Đấy, lắc ok nè. Rồi, 961. Lại cái đầu tiếp này nữa. Rồi, 1, 2. Bao nhiêu đây anh em nha? 961, 250 luôn. 250k. Rồi, tiếp tục 962. Một đóng luôn nè. Rồi, 962. Này của Lotter luôn em nha. Đó, Lotter luôn. Đấy, đầu cứng nè. Cây kéo này thì bén anh em nha. Đó, bén lắm. Một cây. Rồi, cây kìm này hàng của Top. Đấy, cây này của Yamaguchi. Đấy, còn anh này của Tone. Còn này của cái gì đây, mờ sơ sơi. Đấy, nguyên lô này 200k mà anh em 2 3 4 5 6 4 anh em ơi. Rồi, 200 là 962, 200k anh em nha. 962. Rồi, nó bốc lộ. 963. Rồi, 963. Con này Harry Duty. Harry Duty. Forger Tohokoki. Đó, nói chung là hàng hit 6 size 600 anh em ạ. Hàng hit size 600. Con này 280k cho anh em nha. Đấy, 280. Đấy, răng cổ thì chắc lừa anh em nha. Đó, size 600, hàng của hit. Đấy, size 600, mã 963, 280 luôn. 964. Rồi, 964. Lô này 150 kéo anh em nha. Con này một cái kéo nè. Đấy. Này mất cái lò xo anh em nha. Cái này mất cái lò xo. Đó, anh em giờ bén anh em nha. Mà đều mất cái lò xo rồi, nó không có cái độ, nó không có cái độ ấy anh em nha. Đấy. Rồi. Cái này bằng nhôm nè anh em, giờ mài lại nha, mất lò xo luôn. Đấy, lô này mất lò xo anh em nha. Kéo, kéo này thì bao bén anh em luôn, ngọt liệm luôn em. Đấy. Rồi, ok luôn. 1 2 3 4 5. Rồi, 5 món như thế này 150 anh em ơi. 964 150k. Đấy. 5 món anh em ơi. Rồi, 965. Rồi, 965, 180 luôn. Cái này 19 21. Đó, 19 21. Cái này 36 anh em nha. 36. Đấy, dặn được 19 21. 965. Rồi, 180k, 2 cây luôn em nha. Rồi, cái này thì nó bị mất cái. Rồi, 966. 1050 mờ sơ sơi, răng còn ok anh em nha. Anh em coi cái răng đó nè. Anh em nào có cái này độ chới thì anh em lấy cái độ nha. Nặng lắm, 180k. 966 mờ sơ sơi. Madin da băng nè anh em ơi. Đấy, cáp của nó đổi là sơi AB 18mm. Rồi, 966, 108 luôn. 967. Rồi, 967, cái này thì 21 17 nè. Ok anh em nha. Đó. Đấy. Rồi, một cái. Rồi, 17 19 17 19 17 21. Rồi, 967, 150 luôn. 968. Rồi, 968, 200. Cái này thì 24 nè anh em nha. 24 nè. Đó, 24 24 24, 27. Cái này thì dặn không được anh em nha. Này thì nó mới, nó hơi cứng nè. Đấy. Anh em giờ vừa xin làm lại nha. Sau qua nha. Rồi, 17, 21. Rồi, cây này thì 24, 27. Rồi, 968, 200k luôn. Thôi được em ơi, cái cây bút nãy ghi được mà. 96 mấy rồi? 969. Rồi, 969. Rồi, mở lết anh em nha. Này 200.
200mm đấy, hàng Toyota. Đấy, này nó hơi cứng cứng anh em, giờ vệ sinh thêm nha. Đấy, hơi sương sượng ngay khúc cuối thôi. Rồi cái cây này size 300, Conger scale này, radio nè. Giờ vệ sinh thêm qua anh em ơi. Rồi mã 969 150 luôn. Rồi 970, cây này thì nó vệ sinh răng ô cổ là ok rồi anh em nha. Đấy, đây răng cổ của nó là ok rồi. Đó, nó hơi cũ cũ thôi, màu sơn xanh, hàng của Henvi Tô Mitsubishi. Đấy, 120k. Đấy, 120 anh em nha. Rồi 970 120 luôn. Cái này nó là 32 nè, tổng chiều dài 32 nha, 970 120 luôn. 971. Rồi 971 120k luôn. Đó. 971 120 luôn, cây này cũng là hàng hit anh em nha. Y như cây kia luôn, hàng hit. 971 120, răng cổ cũng ok luôn anh em nha. 971 120 luôn. Rồi 972. Cây này 300. Đây anh em nha, coi răng của nó nè, răng cổ. Đó. Ok anh em ha. Đấy. Cây này mờ sơ sơ, size 600. Da băng. Còn bằng nhôm anh em, sạch sẽ nha. Đấy. Đấy. Rồi. 972 300 luôn. 973. Rồi 973 130k, cái cây này là cây gì đây nè? Đó. Rồi 973 130 luôn em nha. Này size nó cũng dài lắm. Này 29 luôn, tổng cộng 29 nha, 130k. 973. Này 974. 108 luôn. Này này nó cứng anh em nha, nhưng mà này nó bấm cái gì đây nè. Đó. Bấm cái gì á. Rồi. năm. Rồi 974 108 luôn anh em, giờ vệ sinh làm lại nha. Này nó bị cứng anh em nha. 974 108 luôn. Rồi 975. Rồi nguyên lô luôn 200 anh em. Ra vô được nè. Này size 2, này size 200 nè. Này kìm cắt nè, nó bị mất cái lò xo anh em ạ. Đó. Mất lò xo, răng không mỉ nè. Đấy, răng không mỉ hai. Kìm bỏ dịch. Size này size lớn anh em nha, dài lắm anh em ơi. Này 25. Này của Henry. Size 250 Mitsubishi. Răng cổ đẹp anh em ơi. Rồi. 2 4 cái. 975 200k luôn anh em nha. 2 4 4. 976. Rồi 976 200 luôn. Này thì kéo anh em. Đó, cắt ok nha. Đó, một cây. Rồi mấy kéo này kéo cắt cành anh em ơi, nhưng mà nó bị này xấu xấu rồi, bây giờ dọn lại nha. Hơi xấu xấu. Hai. Cây này thì mỉa cái đầu này anh em, mỉa cái đầu mất là so. Mài lại nha. 3 4. Này kéo cắt tôn anh em, kéo cắt tôn. Này cắt giấy không được đâu. Đó. 5. Đó. Này là so thì cắt được nhưng mà nó bung ra chưa hết á. Đó. Giờ vệ sinh là luôn nha. 2 4 6 cây 200 anh em ơi, 976 200k. Bao ship thôi anh em nha, anh em có bao gì đâu anh em ơi. 977. Rồi 977, cái này cái cây sỉ vậy nè. Đó, cái đầu mài lại anh em nha. 1 2 3 cây. 3 cây này. Này size to lắm, có cây này mỉa mỉa nè. Mỉa mỉa ngay góc đây. Còn mấy cây này thì không mỉa nhưng mà anh em giờ mài lại nha. Đây nè. Đấy, em cũng không có vệ sinh luôn. Cây đây. Rồi 977 150 luôn. 978, cái này thì kéo cắt tôn nhưng mà bị mất là so đây này. Cái này. Này cắt cắt tôn anh em nha, giờ mài lại còn lò xo nữa. Đó. Rồi hai cây này 150 luôn, 978 150 luôn. 979.
rồi 979 lô kéo luôn em ơi. Đó. Kéo này thì nó bén rồi, nói chung là không gãy kéo thôi. Bao bén luôn, cắt một luôn em. Này kéo cắt gì á, mài lại mấy cái này, mài lại anh em nha, dọn lại nha. Còn cái này rồi, kéo này cắt ok luôn rồi, 979 120 luôn rồi, 980 có được hai cây này thôi anh em ơi. Đó. Được hai, còn hai cây này xấu nha, được hai cây này thôi, hai cây. Mày 42 nè anh em ơi. Đó. Cây này anh em giờ lấy cái lưỡi thôi anh em nha, lấy cái lưỡi thôi, còn cây này hư rồi. Đó. Lấy cái lưỡi xay cua đi anh em ơi, đây nè. Rồi. 120k, 4 cây anh em ơi. 980 120 luôn. Rồi 981 203 luôn em nha. Thì cái này thước đo chiều rộng chiều cao gì đó nhưng mà em không biết xài. Đấy, cũng không biết là nó xài như thế nào luôn, dạng kêu cốc cốc nè nè. Còn này thì cứng nè, đó dạng kêu cốc cốc nè. Một cây. Còn này dạng được của Miloto, đấy. Dạng không được nha, Miloto. Hai cây. Này dạng kêu cốc cốc nè. Rồi 3 cây 230 đi anh em ơi. Đó, anh em giờ tự dọn nha. Em không biết là xài được cái không đâu anh em nha. 981 230 luôn. 982. Rồi 982, đầu này đầu 3/4 anh em nha. Một cây cần lực chạy bằng cơm. Đầu 3/4. Đấy. Tô ne. Đầu 3/4. Cây này thì bao chắc luôn anh em. 50 luôn. Tổng chiều dài của nó 50. Đây, da băng anh em nha. 982 250 luôn. 983. Rồi 983 120k, bú này 450 g nè. Đây, da băng anh em nha, bú bi anh em nha, một cây nè. Đây, da băng đây. Bú số 1. Đấy. Đầu ok nha. Rồi. 983 120 luôn. Rồi 984 150 luôn, đầy đủ số này, không biết nhiêu cây luôn em ơi. Này, hút đại vô anh em ơi. 2 4 6 8 9 cây, 150 luôn, 984 150k anh em ơi. Đủ số anh em ơi. Nhà nhỏ không à? Không có cây to đâu. Chính ơi. Cây này phải đâu em, chụp đi. 85. Rồi 985. Rồi 180k, cây này đầu 3/8 anh em nha. Đó, đầu 3/8. Dặn được nè, đầu 3/8. Cái kìm này anh em giờ vừa xin sơ qua nha. Đó, cái này kìm này. Nó đầu ok luôn. Hai cây. Này của top anh em nha, hàng top. Mở dịch dài hơn gan. Còn này size size 250. À, nhìn nó cũ cũ 66. Đó, này nó hơi cứng cứng, này giờ vừa xin sơ qua nữa nha. Rồi, 985 180k luôn. Rồi 986 này 150 anh em nha. Size này 3, size này size 30. Đầu nó hơi tà tà đi xíu nha. Đấy, đây, hết đắt rồi nè. Hơi hồ một tí xíu. Còn này size 200, ra vô bình thường. Hai cây. Đó. 986 150 luôn. Rồi 987. Rồi 300 luôn. 987 300 nha. Đấy, cây này sắt thì bao dày luôn. 41 anh em ơi. Rồi. Cây này 300k anh em nha, 987 300 luôn. 988. Rồi 988 vàng ma nới anh em ơi. 230k, bao ship 4 cục. Ma nới. Này dặn. Em giờ vừa xin lại cái này nha, em dặn không ra nè. Đây cái móc gì nữa nè. Móc gì ạ? Rồi 988 230 luôn.
và 989. Cạo này 200 nè, cạo này em cạo số 6 thôi. Sắt nó dày lắm nè mà không thấy hiệu gì hết. Đây. Không thấy thương hiệu nha. Ra vô bình thường. 989 200k. Cạo số 6. Rồi. 989 200. Rồi 990. 120 2 cây luôn. Đây. Bốn đống này nha, 120k 2 cây. Đây. Đấy. 120, đây bốn nhổ đinh. Rồi 2 cây 990. 120 luôn. 991. Rồi 991 150 luôn em nha. Thì cái lô này. Đây. Hai cây này. Cây này hơi số 6 nha, cây này to luôn em. Cây này bao to luôn nha. Rồi 991 150k luôn. Rồi 992, rồi đẩy lên hàng ra. Rồi, này thì hàng của có số như này nè, biết. Một cây. Cái kìm này không có mã. Đó. Hơi xấu xấu cái này. Căng cổ nó cũng hơi mòn anh em nha, hai cây. Còn cây này 3/8 thì dặn ok nè. Đấy. Còn cây này cây đóng lấy dấu anh em nha, cây này cây lấy dấu. Rồi, 1 2 3 4 170 anh em nha. 993. Rồi 993 200. Này 21. Đó, một đầu thôi anh em nha, một số thôi, 21 nè. Cái này 21 17. Cứng anh em nha, con này cứng nè, anh em giờ vệ sinh làm lại nha. Cứng nè. Này dặn được nè, đấy. Rồi, này dặn được. Rồi ba cây này 21 17 luôn. Rồi, cây này cứng anh em nha, cây này cứng nè. 993 200 luôn. Rồi 994. Này kéo cắt to nên anh em ơi, giờ vệ sinh làm lại nha. Nó không mẻ đâu. Mài sơ qua thôi. Ba cây vũ nè. Một cây tròn, hai cây vuông. Này. Còn mới anh em ơi, vũ này mới tinh. Còn cái kìm này. Kìm này kìm mở dịch nè. Ok luôn. Còn đây là kéo cắt mờ sơ sơ. Không mẻ anh em nha. Không mẻ, 994 170k. Rồi 995. 180 luôn. Một cây búa. 2 3. 3 cây. 3 cây búa anh em nha, 3 cây búa đầu ok nè. Đó, cây siro. Đấy, rồi 995 180k luôn. 996. Rồi 996 cái này 150 luôn em nha. Đấy. 150k luôn. Đó 4 4 cha size 450. Mitsubishi 150k size 450. Răng cổ ok anh em nha. Cái này răng cổ nó ok luôn. Đấy, 996 150. Rồi 997. Rồi 997. Này thì mất có một tay rồi nè, đây nè, đầu của nó đây. Mất hết một tay. 14 17 19 21. Còn cái này là đồ cổ đây ba, đây nè, đồ cổ nè. Này dặn vô anh em nha, đó vô nè. Rồi vô giờ ra lại nè. Đây thời Napoleon tiền sử anh em đấy. Điều cái đầu nó hơi méo nè anh em, hơi méo rồi ra nó hơi méo nha. Rồi 997 150 luôn. Rồi 998 108 luôn. 998 108 luôn. À, hay mũi nè anh em. Mũi này mũi gì em cũng không biết đâu anh em nha. Đấy. Ok nha. Còn cái này. Răng này nó hơi nó cũng không được đẹp lắm nè, hàng da băng nè anh em nha. Poster gì đây. Mũi nè, hai cái nè. Cái này cái quấn kẽm anh em ơi, cái quấn kẽm thợ hồ. Thì đồ này là toàn đồ thợ hồ không anh em. Còn cái này thì này dặn lên em cầm dặn luôn, nó cứng ngắc này nè. Đảo chiều hả? Này đảo chiều sao? Rồi nhấn sao? Nhấn. À. Nói chung là cái cây này anh em bây giờ dọn lại nè. Đấy. Nó có chạy đâu. Cái này nhấn xuống nó mới chạy chứ. Cái này nó không chạy anh em nha, anh em giờ dọn lại nha. Đấy. Này dặn thôi. Này dặn tay thôi anh em ơi. Đó, cái này dặn tay thôi. Dặn qua đây không được nè, xuống đây là dặn qua đây không được. Nói chung là anh em con này anh em giờ dọn lại thôi. Rồi bốn món này 998 180 anh em ơi.
rồi 999 200k luôn đó. Cái này cáp Kendo đấy, một cái cáp đây, hai ký rưỡi đến 5 ký, hàng của Endo Malaysia băng 1m3 đấy, cáp 5 ly, đây hình như là cáp 5 ly 1m3 sao á, rồi cáp thử thôi chắc cáp nó chỉ 3 ly thôi anh em nha, cáp 3 ly nha đó. Rồi 999 200k cục này luôn. Rồi mã 1. Mã số 1 khai mạc đầu tiên. Rồi mã số 1 100k, cái này của SK11 với lại mớ vít nữa. Mớ mũi khoan này 2 4 6 7 7 mũi anh em nha, 7 mũi khoan. Rồi. Mã số 1 100k luôn. Mã số 1 100. Rồi mã số 2. Mã số 2. Đây anh em ạ, đó. Đây là cái mũi của nó đây. Mũi cài anh em, đầu 10 ly, đây, radio. Radio bình thường. Hàng của CAB 10 ly. Đó. Mã số 2 250 luôn. Mã số 2 250 anh em nha, một cặp. Hai cái, đây radio nhẹ nhàng. Con này 10 ly. VLA vậy đây. Đây. Hai cái. Đầu mở mũi đây anh em. Rồi. Cột radio lại luôn em. Rồi hai cái này mã số 2 250 anh em nha, hai cái 250. Rồi mã số 3. 200k. Đầu này đầu kẹp 13 anh em nha, 13 ly lớn nha. 13.5. 13 ly lớn anh em nha, đó. 13.5. Yukita gì đây? Đấy. Tăng nước chưa? Cục này cũng là Yukita luôn em nha, đó, đầu này đầu 13. Rất đẹp. Đây. Đó, một đầu mở thôi anh em nha. Đó, em bỏ vô. Rồi hai cái này, mã số 3, 200k hai đầu anh em nha. Đầu. Còn cái đầu này nè, nó anh em coi kỹ em quyết đầu chui hay đầu con đâu anh em nha. Nó tròn dình đây nè. Đó. Răng cổ ok rồi, đầu này vậy, nó cũng tròn dình trong đây nè. Rồi. Mã số 3 200. Còn mà. Rồi, cái này mã số 4. Đó, mã số 4. 120k anh em nha. Này, mát 1212.000 vòng anh em nha. Thì cái đầu này nó không phải như cái đầu hàng mới đâu anh em nha. Thì ở đây vặn một phát là vô luôn. Này nó có răng ở đây anh em nha. Đó, rất là dày, đâu cái miếng Trung Quốc thôi. Miếng Trung Quốc này đâu rồi? Đây đây. Đây. Đây cái độ dày của nó rất là dày anh em nha, hai cái rất dày rất là nặng. Đây là cái hàng mới anh em nha, còn đây là hàng bãi anh em. Đấy anh em đây nè, 10 ký vô luôn em. Đây anh em nha, cái cục này thì nó chỉ có là có chưa được một lạng anh em ơi. Đó, cục này nó chưa được một lạng nha. Đấy, đây là hàng mới nè. Đó, mẹ 3 lạng anh em ơi, nó dày gấp 3 lần anh em nha. Đó, nó dày gấp 3 lần. Rồi cái cục này được rồi em. Mã số 4, 3 cục 120k là bao ship anh em nha. Đây nè. Đấy. Nó có vòng tua luôn, vặn phát là vô luôn anh em nha. Vặn cốt 10 á, mấy các cầm tay. Cốt 10, 3 cục 120, mã số 4. Đấy, nó chỉ có 2 lô thôi anh em. Đây, mã số 5. Cũng 120 luôn, chỉ có 2 lô thôi nha. Đấy, 3 cục. Mã số 5 120k. Rồi tiếp tục mã số 6 là một cái mũi 17 ly. Mũi 17 ly. Đó, mã số 6. Này mũi 17 đúng không? 14 anh em nha. Này em đo cái này thì chỉ có 14 thôi. Mũi này 14 nè. 14 vào cái rút lõi. Rút lõi cái này thì cái họng của nó thì đây em coi. Cái họng của nó đây là 52 anh em nha, 52 và cái phần ngoài đây thì 61 số 2 số 3 63 anh em ơi. Đó, rồi. Mã số 6 130k một cây này luôn em. Rồi tiếp tục mã số 7. 120 hai cây. Cái này thì đưa vô cắt xẹt xẹt luôn anh em ơi. Cái này đánh vòn phát làm đẹp luôn nè, không mỉa nha. Cái cây này không mỉa nè. Bằng gỗ một cây. Đẹp đây nha, lô kéo này rất là ok luôn. Đó, hai cây. Đây. Xịt xịt luôn.
120k bao ship này em ơi, mã số 7 120k 2 cây. Rồi mã số 8 170 luôn, cây này thì nó rất là dài đây. Đấy. Tước ra được anh em nha. Đó. Mình tước ra được nè. Cây này là một cây một mình nó thôi, và cái lưỡi của nó này rất dài, dài hơn những cái kia, thì cái này là thuộc dạng cắt cành anh em nha, cắt cành chứ không phải là cắt cây nữa. Cái kia đấy. Đấy. Dài ra. Rồi. Rồi cái này thì nó đúng 1 mét luôn anh em nha, từ cái chui ra tới cái mũi đúng 1 mét luôn. Đấy. Rồi mã số 8 170k bao ship luôn. Rồi mã số 9. Rồi hai cây này 66 thì 100k nè anh em. Đó, nó bị hở hở nè anh em ha, đây là bị hở nè. Anh em giờ dọn lại ha, 100k anh em nha, hai cây. Cây này thì nó không hở bao nhiêu hết, này nó hở ngay chỗ đây, nó bị lỏng lỏng này nè. Đó, nó bị lỏng lỏng ở đây nha. Đấy, thì em thì em bán hàng thì theo cái giá trị của cái món hàng thôi anh em ơi. Đấy, ngon thì giá nó chắc, còn dở dở thì cái giá nó mềm lại. Rồi, mã số 9 100 luôn. Mã này. Mã số 10. Mã số 10 120k anh em nha. Đấy. Ok nè anh em ơi. Đấy. Cắt xíu xíu xịt xịt luôn. Đưa ngón tay vô đây em. Đó. Đó, nơi này bằng nhôm ở đây nha, không phải bằng gỗ đâu. Nãy giờ mấy cây bằng gỗ. Rồi, mã số 10 hai cây 120 anh em nha. Đấy, 120k bao ship cho anh em ha. Mã số 10. Rồi, mã 11. 200k luôn. Mã 11 200k. Hai cây này to anh em ơi. Đấy. Cái này kéo ra dài anh em nha. Đấy. Kéo ra được. Cái này kéo ra được nè. Kéo ra được cây, còn cây này kéo sao? Dạ. Kéo ra được cây anh em nha. Đấy. Còn cây này anh em. Rồi ok, cả luôn. Rồi cây này nó 1 mét luôn anh em nha. Đấy. Đó 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 này. Còn cây này hơi mớm mớm tiếng này nha. Đấy. Cây này nó 1 mét 2 luôn, 1m18 luôn. Dạ. Đó. Rồi, cái này thì ok nha. Đó, rồi cái răng của nó thì ngay vô đây nó miệng miếng ở đây anh em. Miếng miếng nha, mình điều nó dài. Rồi một cây. Còn cái này thì mất bóp nhưng điều không mẻ. Xích xịt luôn anh em nha, xích xịt luôn. Rồi hai cây, mã 11 200. Rồi tiếp tục mã 12 130. Bầu nặng luôn anh em, không biết cục gì, cục bơm bóng nước vậy đây. Dặn thì dặn được rồi, nhưng em không biết xài anh em nha. Đây nè, nó có chữ nè. 10K25. Này là S13A. Rồi, đo cho anh em coi luôn. Tiếp rồi. Rồi, cái này thì nó là 12 năm nè. Còn cái họng của nó thì cái họng nó 24 anh em nha, cái họng lỗ này 24 nè. Đấy, một cục sắt nặng 3 kg rồi nè mà. Rồi, mã 12 130k cục này anh em nha. Rồi mã 13. Rồi, cục này là nó là 1 tấn anh em. 1 tấn nè. 1 tấn nha, bao nhiêu á? Đúng không? Đấy, 1 gạch thôi, 1 con. Đấy. Lên hết luôn nè. Mã 13 450k là 1 con này, mình lên thử chiều cao nó bao nhiêu rồi. Đọt hết chưa? Rồi rồi. Lên gần hết rồi anh em ơi. Đấy. Đo thẳng tổng chiều cao luôn cho anh em luôn. Dạ ba. Đội đội da băng anh em. Cái nào Trung Quốc thì nói Trung Quốc, cái nào da băng nó da băng. Lâu dữ đấy. Dạ. Đo tổng chiều dài cho anh em á anh em. Lên được bao nhiêu? Mình ngu quá chứ. Thì cái cây này nó cỡ này thì cái này nó xuống cỡ này. Thì tất nhiên nó rồi. Đo tổng chiều cao anh em. Thì nó là 46 cm anh em nha. Tổng chiều cao nó là 46 cm thì
giá để chỉnh lại 460 giá tính 10 cm rồi 450 anh em nha, mã 13 450 luôn. Rồi đưa vũ khí hàng nặng cho anh em. Rồi tiếp tục mã 14, cục này cục cùm máy tiện nè anh em. Mã 14. Đó, cùm máy tiện, em không biết là nó anh em có xài tới nó hoặc là nó như thế nào đó, vậy em cũng có bán cục này có 10 kg anh em nha. Cục này 10 kg 650 nè. Đấy, 3 chấu nè, 1 2 3 chấu. Rồi tổng cái chiều 19 anh em nha, tổng 19 rồi. Cái này thì 7 cm. Còn cái họng của nó thì 6 cm anh em nha. Rồi mã 14 650, cái này không có tay quay anh em ha. Này không có tay quay nha. Này đồ cơ khí em không có tay quay, không biết là anh em giờ vệ sinh làm lại nha. Rồi nói chung là 14 kg 650 bao ship thôi anh em nha. Em đưa cục kia vô luôn nha. Rồi mã 15. 15 thì con này một cây tô, mất cái này anh em nha, mất cái đầu ngàm này rồi, mất một cái ngàm. Ô tô này ô tô cốt tròn anh em nha, nó ra vô bình thường nè. Đấy. Đây. Ra vô bình thường. Ô tô cốt tròn. Cốt tròn. Này ô tô số 4 anh em nha, đó, nó bị bể mỉa cái ngàm ngay đây nè. Đấy. Anh em giờ nhà có hang ốc ngay đây nè, anh em giờ bỏ miếng vô, dặn vô anh em nha. Nói chung là anh em khách vô của em thì toàn là anh em yêu học độ chế thôi, mà cỡ mấy món này thì không ăn thua. Đó. Đây. Đó, không bể dưới anh em ha. Mấy món này thì không thua đâu. Rồi. Mã ô tô số 4 anh em nha. Ô tô số 4 rồi mã 15. Cái này nó là 15 kg anh em nha. Từ từ em, từ từ để em đo. Rồi, cái thước nào ta? Rồi, tổng cái chiều dài em đo tới đây thôi anh em nha. Từ góc đây cho tới tới đây thôi. Thì nó là 32 này anh em nha, chứ còn em không đo ra ngoài đâu. Đó, 32, còn cái ngàm của nó thì ngàm 10.5. Đó, cái ngàm của nó từ đây qua đây 10.5. Rồi, tổng chiều cao của hắn thì nó là 19 anh em nha. Rồi mở 15, 1.300.000 luôn. Từ em ơi, cái này vô chân phát là may không có bị gì cho anh em nha. Mai nghỉ luôn, ăn Tết luôn. Rồi, con này mã 16. Thì cái con này nó nặng ít lắm anh em. Con này nặng 40 kg à. Đấy, nó cũng không có nặng bao nhiêu đâu. Thì mã 16, chiều rưỡi. Đây, mấy ốc này anh em giờ dặn vô nha. Thì bốn cái này. Nó về như cục kia luôn em. Thì cái này để đo phát ra. Này nó là 35 anh em nha. Tổng chiều dài của nó là 35, một cái đường kính vòng tròn. Còn cái này thì nó là 9 phân nè anh em nha, 9 phân. Đấy. Rồi, cái này anh em giờ làm cục đen được anh em nha. Đó, 40 kg em bán là 1.500.000 và bao ship cho anh em luôn nha. Bao ship cho anh em luôn thì em biết là cái cục này đó em không có bán, chưa bao giờ bán bao giờ luôn. Đấy. Đó. Này anh em giờ bỏ làm đe đồ hoặc là máy tiện rồi anh em không biết, em cái này chịu thua. Rồi, mã 16 chiều rưỡi anh em ơi. Hết chưa em? Rồi hết rồi anh em ơi. Rồi hẹn anh em gặp ngày mai nha. Đấy. Rồi em cũng xin kết thúc video ở đây luôn em nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ngày mai gặp lại. Bye bye.